Đến với Hồ xin chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi Cuối Tuần Tuyệt Vời. Chủ nhật vui vẻ. Hay quá, chị nói sai. Cuối tuần. Lâm Bất Hữu xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Chủ nhật Tuyệt Vời. Hay quá, cuối tuần tuyệt vời. Anh Tu làm gì áp lực á? Thưa quý vị, đây không phải là sự quên lãng, đây là tạo điểm nhấn, tạo miếng mặn tiếng cười. Đây là hết cười này, đây là thiệt nè. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Hương sen nồng tháp. Yeah. Yeah. Làm vậy luôn với thủ. Chương trình chủ nhật tuyệt diệu. Ok. Hủ rất là vui khi tham gia chương trình Cuối Tuần Tuyệt Vời. Và Hủ mong tất cả các bạn sẽ theo dõi chương trình thông qua kênh VTV3 vào chủ nhật hàng tuần vào lúc 8 giờ tối và cũng như là 9 giờ rưỡi tối trên kênh Alo Media. Cũng là chủ nhật luôn nha các bạn. Các bạn hãy nhớ theo dõi nha. Để ngày hôm nay đổi nhớ như dằm trong tim. Đón xem Cuối Tuần Tuyệt Vời phát sóng vào lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên VTV3 và 21 giờ 30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment.